Chào anh em buổi sáng nha. Bữa nay em sẽ quay một con máy DC70G mới về nha. Đây, để em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Cái này số khung của nó đây, 719 ha. Đây giá tiền thì kèm theo khuyến mãi nha. 719. Đây, xe được máy nó ra đây nè. Có giờ khoan nha, em bao hạ bộ miễn phí nha. Mấy chi tiết còn khá mới nha nè. Em xin phép xong cái này nha. Đây xe BMG. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Nên em dễ nhận diện nha.